Ronaldo vượt qua Messi trở thành người nổi tiếng nhất thế giới. Sự so kè giữa Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đã thêm phần kịch tính khi Ronaldo vượt qua Messi trở thành người nổi tiếng nhất thế giới. Không ai khác chính Cristiano Ronaldo đã ghi bàn mở tỷ số cho Al-Nassr ở phút thứ 17 trong trận thắng 2-1 vừa qua của Al-Nassr trước đối thủ Anfield trong khuôn khổ vòng 20 giải vô địch quốc gia Saudi Arabia 2023-24 Saudi Pro League. Với pha lập công mới nhất cho Al-Nassr, ngôi sao người Bồ Đào Nha cũng đã vượt mặt Lionel Messi để lập kỷ lục ghi bàn độc đáo. Cụ thể hơn, Ronaldo đã nâng tổng số bàn thắng ghi được không phải từ chấm phạt đền trong sự nghiệp của mình ở cả cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia lên con số 715. Trong khi con số này với Messi, tiền đạo hiện thuộc biên chế câu lạc bộ Inter Miami tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ, MLS, là 714. Nhìn rộng ra, Ronaldo đã có tổng số 875 bàn thắng chính thức ở cả cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia trong sự nghiệp. Ronaldo ăn đứt Messi về độ nổi tiếng. Không chỉ trên sân cỏ, Ronaldo còn cho thấy sự lấn lướt khi cạnh tranh với Messi về mức độ nổi tiếng trên thế giới. Cũng cần biết, Ronaldo là người được theo dõi nhiều nhất trên Instagram với hơn 622 triệu người theo dõi, còn con số đó với Messi là 499 triệu. Tuy nhiên, điều này là không đủ đối với một số người, nhất là fan của Ronaldo và Messi. Pubi, một tập đoàn quảng cáo lớn trên thế giới mới đây đã thực hiện cuộc khảo sát với 32 nhân vật nổi tiếng như Barack Obama, Eminem, Taylor Swift, Justin Bieber, Vladimir Putin, John Cena, Ronaldo, Messi về mức độ nổi tiếng trên thế giới. Điều bất ngờ là Ronaldo và Messi trở thành hai nhân vật nổi tiếng nhất nhì thế giới. Với việc ngôi sao người Bồ Đào Nha giành chiến thắng với 51% số phiếu bầu chọn. Qua đây, Ronaldo vượt qua Messi trở thành người nổi tiếng nhất thế giới.